Xin chào mọi người, hôm nay thì mình sẽ dẫn mọi người đi xem một số cái cây mà mình đã tiến hành mình ghép. Thì để có được những cái cây ăn quả có cái chất lượng quả tốt, thì thường thì mình sẽ tiến hành mình ghép cải tạo lại mọi người nhé. Như mọi người thấy đây là một cái ổi mình đang ghép cải tạo này, đang trong quá trình ghép này. Còn ở bên này thì là một cái cây mà mình đã ghép thành công rồi. Đây là cái cây ổi tím Malaysia. Còn hay như đây là một cái cây gọi là cây mần quân hay mần bồ quân. Cái này đã ghép được hơn một năm rồi mọi người nhé. Đây, cái vị trí ghép là ở đây. Đấy, hai cái vị trí cây nó khác nhau đấy. Cái này thực ra trước đây mình ghép 3 nhánh, nhưng mà mình khi mà nó lên thì cái tán nó không đều, không đẹp, mình đã cắt bớt. Hay là đây là một cái cây cánh ghép khác. Đấy, cây này thì mình đã ghép cái cây nhãn tím Sóc Trăng lên. Đây này, và bây giờ cái đoàn ghép này nó đã bắt đầu ra hoa rồi. Đây mọi người nhé, đây vị trí ghép này. Ok, hay như bên này là cũng là một cái cây ghép đấy. Cái quá trình ghép đây là một cái cây xoài, mình đã ghép một cái cây xoài khác lên ở đây đấy, mọi người nhé. Để có được những cái cây ăn quả ngon cũng như cái giống chất lượng thì thường mọi người sẽ phải tiến hành mình ghép như thế này đấy. Bây giờ thì mình đã giữ để cái mối ghép này nó được hoàn thiện rồi đấy.